Ok, và xin chào tất cả những người mới trở lại với channel của mình. Thì ngày này mình mời anh em cùng mình đi trải nghiệm con hàng mới nhất của Evoxbone 23, Uli Hones, một con hàng mà mình nghĩ là chắc chắn là nhiều anh em cũng như mình không biết ông này là chơi từ thời nào, năm nào. Bởi vì cũng khá là lâu rồi. Uli Hones thì là một huyền thoại chơi cho buy-in từ năm, có thể nói là 7x đi. 7x thì làm gì chúng ta quan tâm lắm đâu, đúng không? Ok, cảm ơn anh em Nhật Linh cho mình mượn ác ngày hôm nay. Anh em Nhật Linh thì cũng khá là quen thuộc trên kênh của mình rồi, bởi vì là mình cũng mượn ác của anh em Nhật Linh khá nhiều. Đây, Uli Hones mùa 73, 74 luôn. Nhưng mà bản này rất là trẻ nhá, bởi vì là tuổi đời sự nghiệp của Hones chỉ có khá là ngắn. Ok, chơi vị trí chơi là chạy cánh này, không không có vị trí tiền đạo cắm luôn. Mình cứ tưởng hôm nay chơi được tiền đạo cắm cơ. Và anh em Nhật Linh còn nâng lên long bốn counter, chỉ số này. Nhớ tới 083, kiểm soát bóng 79, rê bóng 88, giữ bóng là 80, chuyền thấp 74 và chuyền bổng 65. Với một epic như Hones, một tiền đạo mà chỉ số như này thì đúng thật là thấp, thật sự là thấp. Dứt điểm 77, rất thấp luôn, đánh đầu 66. Thua cả chỉ số của base anh em ạ, thật sự luôn. Nếu mà anh em nhìn này thì đúng là thua base thật. Tốc độ 93, tăng tốc 95 rất tốt. Tốc độ của Hones là một điểm mạnh mà có thể nói là ok nhất rồi. Lực sút 73, bật nhảy 83, tỷ lệ 75, thể lực 83, thăng bằng 78. Anh em nhìn không? Mặt bằng chung của chỉ số của Hones khá là bình thường. Ngoài cái tốc độ ok la ra thì còn lại các chỉ số nó ở mức khá thôi. Tần suất sử dụng chân không thuận là thỉnh thoảng, độ chính xác là bình thường, phong phong độ là bình thường và kháng chấn thương là bình thường. Ở chung chúng ta có một Uli Hones cái gì cũng bình thường anh em ạ, chỉ số thì cũng rất là bình thường. Skill cắt behind turn, long range shooting, shoot xa này, rising shot, acrobatic, dứt điểm tư thế khó, first time shot shoot một chạm, on to pass chuyền một chạm, check back là kiểu pressing ngay khi bị mất bóng này, captaincy đội trưởng, fighting spirit tinh thần. Nhìn chung Hones không có skill để qua người và mình đoán đây là một mẫu cầu thủ ăn rồi chạy anh em ạ. Bây giờ vào thực chiến để xem như nào. Ok, với ở mùa năm nay thì mình thích những cầu thủ chạy cánh có cái skill double tackle. Mình thì hay dùng Jadon Sancho, kiểu chạy cánh có cái đấy qua người xong rồi dốc lên rồi tạt, nó rất là hiệu quả. Nhưng mà với Uli Hones chúng ta gần như là không có một skill nào để qua người cả. Vậy nên thì mình sẽ có gì? Mặc dù vậy, cái đã không có skill để qua người nhưng bù lại thì Hones cũng có cái chỉ số cầm bóng nó không cao. Đấy, đã không có cái này nó lại còn mất cái kia. Chỉ số không cao chứ không phải là tệ anh em nhé. Chúng ta vẫn có thể cầm Uli Hones cầm bóng được, không đến nỗi tệ đâu. Bù lại thì Hones có cái skill one touch pass chuyền một chặng. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà con hàng này mà không one touch pass thì thật sự nó sẽ phế rất nhiều đấy. Chỉ số chuyền nó đã thấp rồi mà lại không có one touch pass nữa thì thôi vứt đi. Nãy giờ thì chuyền một chạm với Hones là khá ổn, những cái điểm chạm anh tạo ra đều chính xác cả. Và với con hàng này thì thật sự là những anh em nào mà chơi dùng skill nhiều thì sẽ không thích, bởi vì không có skill. Còn đây là chơi đơn giản là quick counter pass emu như mình thì khá là ok đấy, có tốc độ thì chơi sơ đồ phản công được. Như ở đây thì anh em Nhật Linh có chơi là long ball counter phản công bóng dài, mình thì hay chơi quick counter, rất thích những cầu thủ tốc độ cao luôn. Nói chung là phản công thì nó cứ phải gọi là chí mạng. Hones bên này không được, từ 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 bình tĩnh, qua hai qua hai. Ôi ôi, chân trái, Hones dứt điểm được cả chân trái. Đúng rồi, tình huống này thì với một tiền đạo như Hones thì chẳng cần phải là chân thuận. Qua tới một lúc sao nào, hai lần hai người này, à không, vẫn là hai ông đấy thôi. Cái sức rướn của Hones thực sự là tốt. Chỉ số cầm bóng không cao nhưng mà anh em có thể nhìn tình huống vừa rồi Hones cầm bóng khá là dính. Không có skill thì mình dùng tạm fake shot vậy và nó vẫn là hiệu quả. Quá ok. Tạt bóng vào, ui Hones, ui vẫn Son Heung-min là người dứt điểm. Và với Hones thực sự là một tiền đạo chạy cánh. Trước đây chúng ta chỉ có duy nhất là Luis Figo ở vị trí RVW kép thôi. Và giờ với xuất hiện của Hones, không được, sút tốt. Và rõ ràng chỉ số của Figo đẹp hơn chỉ số của Hones rất nhiều. Khi mà Figo khả năng tạt tốt, cầm bóng tốt, lại còn có cả skill nữa. Hones thì đúng là chỉ một mẫu cầu thủ chăm chăm chạy thôi. Úi không được. Và anh em thể thấy là Hones nãy giờ bó vào trung lộ khá là nhiều. Mình đã có cảm giác đây không hẳn là một con hàng nó thuần về prolific winger.
một con hàng nó sẽ thiên về 50-50, tùy tình huống. Sẽ có những tình huống bó vào như một Robin Flank và có những tình huống dốc bóng của một prolific thực sự. Và nếu mà những cái con hàng mà có kiểu chơi dở dở ứng hương nhá, thực sự là thường là những con hàng chơi rất hay. Trước đây chúng ta có Nesta, vừa build up vừa destroy. Và bây giờ chúng ta có, mình đang có cảm giác hồ nét cũng giống giống như vậy. Úi dồi, đuổi hộ cái sức lớn cực kỳ tốt luôn. Không được. Nhưng mà cái khả năng tạt của Hornet thì thật sự tệ. Đúng là chỉ có chạy với hay thôi, chứ còn đều mà những cái, và một số anh em nữa còn tiết lộ là Hornet đã có room trên sân thì Hornet chơi hay hơn rất nhiều. Và mình không biết là nếu như mình bỏ room ra thì liệu Hornet nãy giờ có chơi được như vậy hay không. Nhưng mà thấy vẫn ổn chứ đúng không? Anh em thấy chạy cực kỳ hay luôn. Hornet chạy đúng như một cái máy vậy. Úi giời, ui ơi, bạn chăm được tím thế, nhìn được tím sút xa sợ thật tinh em ạ. Hornets tốc độ này không kịp rồi, không kịp. Ôi, Rudiger phá luôn rồi nhanh. Nhưng mà để mà nếu mà một cầu thủ mà anh em chơi cánh nhá, mà chỉ có chạy với lại ban bật nhỏ nhỏ như vừa rồi thôi, thì anh em có thích không? Cá nhân mình thì mình thích một cầu thủ cánh có thể tạo đột biến bằng những tình huống đưa bóng vào trong cơ. Giống như David Beckham, chạy cánh nhưng có thể tạt cực tốt. Đấy, chứ còn để mà để chạy không thì hay thật, nhưng mà chạy mãi được cũng hết mana chứ. Ôi rồi ôi, má lại được tím tiếp, trời. Nói ơi trời, quá tốt. Mình tưởng sút sang góc kia rồi. Ui rồi ôi, lên lượt Hornets. Anh em thấy cái tốc độ nó phải gọi là 10 điểm. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, má chạy kinh vãi. Chúng ta có gì ở Hornets? Đơn giản đó là chạy bứt tốc. Anh em nhìn tình huống này, một nhịp thôi, một nhịp dướn người thôi, qua ngay Rudiger. Rudiger là người đã theo Hornets rất sát trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng với cái tốc độ nó phải gọi là ảo ma Wan-Bissaka. Tốt, lại chạy tiếp. Rudiger nhanh đấy nhưng mà không theo kịp. Ui, không giả sút được. Hồi nãy mình định giả sút xong rồi sút chân trái chứ. Ôi trời ơi, chạy vãi đạn thật tình em ạ. Chạy tiếp, chạy tiếp rồi này này. Từ từ. Ta 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 ta. Hết trận đấu thứ nhất và chúng ta có gì? Hornets đã cho thấy anh em thấy khả năng, cái khả năng chạy di chuyển nó cực kỳ tốt. Mình có cảm giác cái AI của ông này trong game ở mức rất ok luôn. Mặc dù chỉ số bình thường anh em nhé, chỉ số của ông này nếu mà so với các cầu thủ base thì chỉ số của Hornets rất bình thường. Nhưng mà trong game Hornets đang có một cái AI di chuyển cũng như là phối hợp nó khá ok, không đến nỗi tệ. Một con hàng mà có lẽ như Konami cần đẩy chỉ số của Hornets lên cao hơn so với những gì mà ông thể hiện được. Nhưng mà không có skill khó qua người mấy quả này, quá toàn phải fake shot với tốc độ thôi. Đấy, qua được rồi nhưng mà bị kèm. Còn phải dùng tốc độ để qua người thôi. Khó thật, không có skill. Đèn não. Đã nhỏ con thì chớ lại còn không có skill. Không, thực ra là Hornet cũng không nhỏ lắm đâu. Chiều cao cũng được 1m8 đấy. 21 tuổi. Thì cái tuổi đời của Hornet ngoài đời cũng rất ngắn nhá. Bị chấn thương hay gì mình nhớ là hình như là mình đọc qua bài báo là Hornet bị chấn thương, sau đó là giải nghệ ở tuổi 29 hay là 27 cơ. Sau đó là Bayern Munich đề cử lên làm giám đốc giám đốc cái gì gì ấy. Không phải giám đốc kỹ thuật, giám đốc gì ấy. Và làm đến tận bây giờ luôn. Đấy là cái lịch sử của Hornet. Nhưng mà Hornet thời gian thi đấu thì đạt được cực kỳ nhiều cúp luôn. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có một Hornet ở bản Epic lần này. Mùa 73-74, mùa đấy thì mình còn chưa đẻ ra. Ôi rồi, Hornet từ đâu chui lên vậy? Nhiều anh em bảo với mình là Room và Hornet là một cặp có thể nói là rất ăn ý trong game. Nhưng rõ ràng là tình huống này thì phải nói, phải không biết phải nói như nào về Hornet nữa. Một cái AI di chuyển nó phải nói là rất ảo mà. Mình đã bật rất như bình thường nhá,
Ui, lách xuống cực kỳ nhanh. Nhưng mà tình huống này thì Ronaldinho cũng hút người tốt. Ronaldinho lùi xuống một chạm, Honest băng lên. Ui, giật mình đấy. Nói chung là Honest để vị trí CF thì chỉ số có bảy mấy thôi. Thành ra là thôi mình test nốt ở cái hành lang trái với Honest để xem là những tình huống mà kiểu ông bó vào trong ấy có dứt điểm được hay không. Chúng ta đã có bàn thắng với Honest với cái cách di chuyển như vậy. Nhưng mà rõ ràng là vẫn là rất khó khi mà mình thấy là Honest đá cánh kia hay hơn. Tạt thì không hay nhưng mà đá cánh kia thì vẫn là một điểm mạnh của Honest. Đá cánh trái cảm giác nó thọt thọt hơn. Tốc độ thì tốt thật nhưng mà không phải cánh nào cũng phát huy được. Honest tạt rất khó chịu. Ui, tạt quả lơ lửng thế này thì thủ môn đỡ làm sao được. Lại có dấu ấn của Honest và lần này là Seedorf. Seedorf cũng thử đấu băng lên vậy. Ui, tạt quả khó chịu cực kỳ. Seedorf cũng rất nhanh. Mặc dù đá được cả hai cánh nhưng mà mình khuyên anh em là nên để Honest ở vị trí RW hơn hoặc là RM đi, chuyên cạnh cánh phải anh em nhé. Anh em xếp sang cánh trái như mình thì thật sự là cũng hơi khó. Chạy cánh phải dốc toàn lực, sau đó là phối hợp vào AMF hoặc là phối hợp với CF cũng được, chứ còn để như này thì hơi khó thật anh em ạ. Sở cứu không có, dùng tốc độ để bó vào trong thì thật sự là nó cũng hơi khoai. Khi mà Honest không thuận chân trái, giữ bóng mấy quả bị đẩy chân. Đôi bạn AFK thì phải. AFK rồi, từ từ. Phối hợp mấy quả này dễ việt vị lắm này. Từ. Honest đâu? Đây. Ui, nó sụt thế. Thực sự là khả năng dứt điểm của Honest không cao. Quánh đầu, ui, tí tưởng chạm được đầu chứ. Khả năng dứt điểm Honest không tốt, thật sự là như vậy. Không, đến nỗi không tốt. Ở mức gọi là khá thôi, trung bình khá thôi. Lâu lâu thì sút trong phòng cấm thì dễ vào, chứ còn sút xa thì thật sự là nó 50-50. Ui, đội bạn phản công nhanh vậy. Erling Haaland từ quái vật rồi. Đội bạn phản công rất nhanh. Này nhá, tập trung nhá, phút 70 rồi. Honest, bình tĩnh rồi. Rồi, đây dẫn mấy quả bóng lên bằng chân phải nó cũng rất khó nha. Nếu mà chân trái thì mình dốc một mạch thì nó nhanh hơn. Chân phải mình cứ phải ngoặt lại, bị bắt bài. Tốt. Còn về cái AI di chuyển của Honest thì phải nói là rất ok là luôn mà. Thật sự là như vậy. Gót lại. Quá đúng bài, Uni Honest. Trời ơi. Chuẩn bị tưởng là vào rồi chứ. Tốt. Ui, tốt. Tốt luôn. Ba người. Room đang chạy bên trong. Từ từ, siêu phẩm. Ui, trời ơi. Ôi, nói chung là một Udi Honest chỉ số không cao nhưng mà chúng ta có thể thấy được đây là một con hàng nếu anh em mở ra thì vẫn sẽ đáp ứng được những cái anh em cần. Cần với một sơ đồ phản công thôi. Kiểm soát bóng thì Honest cũng ok thôi, không vấn đề gì cả. Hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo. Honest 2 trận MVP rồi. Bye bye. It's right.